giúp đỡ những người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng là công việc thực sự khó khăn. Những rào cản cộng với sự mặc cảm của họ khiến công tác này là một bài toán mà chính quyền, công an và các hội đoàn thể phải cùng chung tay để giải quyết. Cách làm của phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một điểm sáng, giúp đỡ người đã cai nghiện có điều kiện ổn định cuộc sống, tránh xa các loại tệ nạn. Đây là 4 chiếc xe máy được Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián và các hội đoàn thể trao tận tay 4 cá nhân đã cai nghiện ma túy thành công. Họ gặp khó khăn trong cuộc sống và mong muốn được hỗ trợ. Với những phương tiện sinh kế này, phường Chính Gián mong muốn mỗi anh em sau cai nghiện đều bản lĩnh nói không với ma túy, quyết tâm lao động, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Từ xa được ma túy rồi, bản thân thấy nó phục hồi lại cái sức khỏe và cái tinh thần là nó đạt là mức độ là đỉnh cao. Và từ chỗ đó là cũng nhờ sự hỗ trợ của mấy anh công an địa phương, hãy động viên, rồi mấy anh nhắc nhở, chia sẻ. Bản thân tôi thấy khi điều mà mình bỏ được ma túy là để mình giúp ích được cho xã hội. Cũng giống như gia đình anh Quân, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của con trai mình, bà Nguyễn Thị Thanh vui mừng khôn xiết khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của địa phương. Mấy ngày là ăn cũng không được, ngủ cũng không được, sách xe đây là lo, sách xe đây là lo, không biết đi đâu mà có bọn bà tới. Cha thì cũng ở nhà trong miết, cũng không dám bỏ nhà mà đi nữa, sợ. Chờ thì cô cũng ơn trước hết là phường giúp đỡ nè, có mấy cũng ơn rồi, theo dõi quản lý rồi đó, thôi cô mừng, cô cũng động chứ, cô không biết nói gì hết. Đều đặn hàng tuần, cảnh sát khu vực và các hội đoàn thể vẫn đến thăm hỏi tình hình các anh em đã cai nghiện thành công. Căn nhà nhỏ của anh Quân hay em Hiếu dường như sáng bừng lên bởi những câu chuyện vui trong cuộc sống đời thường. Với chiếc xe được hỗ trợ, cuộc sống người sau cai ở phường Chính Gián đã ổn định hơn trước rất nhiều. Chúng tôi mời trực tiếp các đối tượng để cùng trao đổi, xem cái nguyện vọng và cái mong muốn của các anh như thế nào để từ đó có cái sự hỗ trợ nó sát với thực tế và nó lâu dài về tương lai. Để sau này chúng ta cũng có nhiều cái điều kiện để hỗ trợ hơn đối với các anh tái hòa nhập với cộng đồng và vươn lên trở thành một người tốt trong cuộc sống. Điều đặc biệt trong cách giải bài toán người sau cai ở phường Chính Gián chính là tấm lòng mong muốn chia sẻ từ thực tế cuộc sống để người sau cai tiến bộ, tự ý thức tránh xa ma túy, quyết tâm chung tay xây dựng địa phương, thành phố thực sự an bình.